Tần Thủy Hoàng vì muốn trường sinh bất tử nên đã trở thành ác quỷ cương thi 3.000 năm tuổi, hoành hành nhân gian. Đây là Thạch Xuân, cảnh sát trưởng. Anh đang nằm vùng điều tra ma túy. Còn đây là Tiểu Long. Anh tìm thấy một loài cây lạ trong một thôn làng, nghĩ rằng đây là cần sa. Xếp Xuân bảo anh ta vào trong thử nghiệm. Cô gái này bởi vì tiết lộ bí mật gì kho báu của thôn làng nên trưởng thôn đã cho người trầm lòng heo giết chết cô gái. Người mà cô gái tiết lộ chính là anh Jim Mep. Sáng hôm sau, dân làng thuê pháp sư lập đàn làm phép cho vong linh cô gái được yên nghỉ. Bên này Tiểu Long đã thử nghiệm, không ngờ đó là loài cây độc khiến cơ thể chuyển màu xanh. Một ngày nọ có một đoàn hát kịch đến làng biểu diễn. Đây là Cửu Tỷ, thành viên đoàn hát. Còn đây là A Thu, hai người là chị em tốt của nhau. Nghi ngờ đoàn hát đến đây buôn bán ma túy, anh Xuân cùng hai cộng sự đến điều tra. Vô tình cứu được Cửu Tỷ khiến cô xa vào lưới tình. Anh chàng này là Lý Tứ, một gia sư dạy kèm. Tối hôm đó, hai cô gái bắt đầu diễn dữ tuồng Thanh Xà Bạch Xà. Trích đoạn đang bị Pháp Hải Đại Sư ra tay thu phục. Bỗng nhiên chị Bạch Xà lên cơn đau đẻ. Hóa ra là cô đau bụng cậu. Mọi người trong đoàn cũng đang đi cậu, nhưng trọng lượng quá nặng. Hay da. Khi Bạch Xà trở lại diễn thì bất ngờ. Hay da, tôi cũng đi đẻ đây. Hả? Pháp Hải Đại Sư mà cũng đi đẻ sao? Cách đó không xa, Rimep và thằng đệ dựa theo bài thơ mà cô gái đã đưa cho Rimep tìm đến kho báu của làng. Hai người đi xuống chuẩn bị khai quật lên. Lúc này thằng đệ muốn một mình chiếm lấy nên đã ra tay sát hại Rimep. Đột nhiên cái xác bị kéo xuống lỗ, thằng đệ cũng bị trọng thương cố gắng bỏ chạy. Phía này rập hát ai cũng đau bụng cậu. Một người kim luân sáu diệt, quá bối rối đoàn trưởng cho người hạ bảo tháp thu phục hai chị em. Kết thúc màn diễn. Không ngờ thằng trộm ở trong đây giao lại bài thơ dẫn đến kho báu cho hai cô gái. Sau đó hắn cũng chết đi. Tuy nhiên hai cô gái lại không biết chữ, nhưng mà lại không muốn cho ai biết. Thế là chụp hình lại từng chữ, đảo lộn thứ tự, nhờ thằng Lý Tứ giải nghĩa. Không ngờ thằng Lý Tứ thông minh vậy mà cũng ráp lại đúng như bài thơ. Thế là thằng Lý Tứ cũng biết về kho báu. Hai cô gái đành chia cho hắn một phần. Dựa vào bài thơ, ba người tìm đến nơi cất giấu kho báu, nhưng phải cần có chìa khóa mới mở ra được kho báu. Sáng hôm sau, ba người vào làng tìm kiếm hỏi thăm, vô tình nhìn thấy chiếc chìa khóa nằm trên nóc một căn nhà. Thấy ba người khả nghi, anh Xuân bèn theo dõi, cuối cùng cũng lấy được chìa khóa đến vị trí kho báu. Anh Xuân tưởng rằng họ giấu ma túy ở đây, bắt đầu ghim chìa khóa vào lỗ, dặn một cái, bất ngờ mặt đất sập xuống, bên dưới là một cái giếng có bùa chú phong ấn. Ba người tò mò tìm kiếm xung quanh, Lý Tứ bật quẹt ga lên nhìn rõ hơn, bất ngờ phát hiện, má ơi, hai con quỷ! Phía trên này anh Xuân nhảy xuống định bắt trọn ổ ma túy, không ngờ quay lại mới biết là có quỷ, phía sau còn hai con quỷ nữa. Tiểu Long cũng bị kéo xuống, mọi người chạy tán loạn. Bỗng nhiên bọn quỷ dừng lại, thì ra là do trăng bị che khuất. Anh Xuân lanh trí dùng áo khoác trùm lên đầu chúng, mọi người cũng làm theo, tạm thời khống chế bọn quỷ. Họ vô tình phát hiện ra trên thành giếng có dòng chữ, ác quỷ thoát ra sẽ giết hết tất cả người dân làng này. Mọi người nhanh chóng thông báo cho dân làng. Thằng Lý Tứ ném hòn đá trả thù đám quỷ, vô tình rơi trúng bùa phong ấn rồi nổ tung. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này ánh sáng mặt trăng chiếu xuống cái giếng, làn khói đỏ tỏ ra. Một thằng ác quỷ trồi lên, chính là Tần Thủy Hoàng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt rồi dẫn theo đám quỷ bay đi. Phía này trưởng làng đã cảm ứng được Tần Dương đã thoát ra. Ông liền ghi âm lại cách tiêu diệt Tần Dương. Lúc này mọi người về báo tin cho dân làng, nhưng đã không nhanh bằng bọn ác quỷ. Chúng đã giết hết tất cả dân làng. Cửu Tỷ cũng tìm được chiếc máy ghi âm. Anh Xuân mở lên biết được chỉ có cách tìm bảo kiếm chung quỳ, kết hợp ba đồng tiền cổ mới tiêu diệt được Tần Dương. Thế là bọn họ quay lại vị trí nơi kho báu, cùng nhau nhảy xuống giếng. Bên dưới là một bẫy chồng có vô số rắn độc. Anh Xuân can đảm nhảy qua rồi kiểm tra bên trong. Bên này thằng Tiểu Long độc tính phát tác, trở nên lúc tỉnh lúc điên, không kiểm soát được hành vi của mình. Chỉ có thằng Lý Tứ mới nhận ra. Anh Xuân bảo thằng Tiểu Long quay lại ấn cái nút vào trong, không ngờ anh ta lên cơn điện kéo ra ngoài, vô tình khởi động cơ quan. Bên này thì bị đẩy đến bẫy chồng. Anh Xuân nhanh nhẹn chạy vào góc trong, không ngờ lại có những thanh sắt nhọn chìa ra. Bên ngoài anh bóng mắt nhảy qua túm lấy nhành cây, thằng Lý Tứ cũng nhảy qua túm lấy cái quần anh. Má ơi, con sâu lông!
Hai cô gái cũng nhảy qua túm lấy nhành cây. Bên này anh Xuân sắp tiêu đời. May mắn thằng Tiểu Long tỉnh lại, đẩy cái nút vào tường. Mọi người thốt chết. Lần này thì trói thằng Tiểu Long lại. Lý Tứ và anh Bốn Mắt ở lại trong chừng. Anh Xuân bảo rằng nó lên tiếng thì đánh nó. Vô tình thằng Tiểu Long xì hơi đánh rắm. Dám lên tiếng hả mày? Phía này ba người tìm thấy một thủy động. Anh Xuân không biết bơi nên Cửu Tỷ và A Thu đành nhảy xuống truy tìm bảo kiếm. Hai cô gái tìm kiếm xung quanh một hồi, vô tình thấy một cái xác bị xiềng xích, vội vàng lấy chiếc chìa khóa trên người nó rồi lên trên dẫn đến một cánh cửa, liền dùng chiếc chìa khóa mở ra. Bên trong đúng là có vô số ngọc ngà châu báu. Cửu Tỷ còn tìm thấy chiếc hộp gỗ, bên trong có thanh kiếm và 3 đồng tiền, lập tức bơi lên giao cho anh Xuân. Mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về làng bọn ác quỷ vẫn còn ở đây. Anh Xuân liền rút kiếm tiêu diệt bọn chúng. Tần Dương cũng cảm ứng được Chung Quỳ bảo kiếm, lập tức xuất hiện tại đây. Hai bên bắt đầu rút kiếm ra lao vào chiến đấu điên cuồng. Tuy nhiên anh Xuân là người phàm, khó tránh khỏi tổn thương. Thế là Tần Dương đánh giằng kiếm lên không trung. Tần Dương chụp lấy thanh kiếm, anh Xuân đâm ống tre tới rồi đẩy đồng xu vào miệng hắn. Âm khí thoát ra khiến Tần Dương không bay được nữa. Hắn bỏ chạy đến sân khấu của đoàn hát kịch. Lúc này Tần Dương tưởng rằng vẫn còn ở thời đại của hắn. Anh Xuân lành trí bảo mọi người lập tức diễn tuồng, hóa thân thành những đại thần và quý phi để tiếp cận Tần Dương. Cái cô gái thì thu hút sự chú ý của Tần Dương. Anh Xuân thì cố gắng lấy lại bảo kiếm Chung Quỳ. Họ còn dùng ly rượu chứa đồng xu dụ dỗ Tần Dương uống vào. Nhưng hắn muốn ăn cháo lưỡi rồi mới uống. Anh Xuân đành cho đồng xu vào miệng Cửu Tỷ. Sau đó cô hôn Tần Dương, phun đồng xu vào miệng hắn. Khi âm thoát ra đau đớn, hắn tấn công mọi người rồi cởi luôn lông bào ra. A Thu nổ súng vào hắn nhưng không có tác dụng. Thằng Lý Tứ hoảng sợ trèo lên trên. Tần Dương điên cuồng truy đuổi. Lý Tứ thì nhanh nhẹn linh hoạt né tránh. Tần Dương tức giận chém trúng dây điện khiến cho hắn đau đớn thảm thiết. Mọi người liền hóa trang diễn tiếp tuần khác, ngủ hẹp trừ yêu, lợi dụng ưu thế của thiết bị dây cáp. Mọi người bay qua bay lại giao chiến với Tần Dương. Sau đó dùng dây điện phong tỏ xung quanh Tần Dương, rồi dùng dây thần khống chế Tần Dương, kéo hắn lên trên khiến cho điện giật khắp người Tần Dương. Không ngờ hắn vẫn còn sức mạnh, giật tung mọi người rơi xuống rồi ném xuống sân khấu. Thằng Lý Tứ dùng bằng chân khổng lồ điều khiển nó dẫm theo Tần Dương, bắt đầu diễn tuần thiên tàn cước. Tần Dương cố gắng tránh né nhưng cũng kiệt sức bị chân khổng lồ dẫm lên. Hắn đau khổ la lên. Anh Xuân nhanh tay cho đồng xu cuối cùng vào miệng hắn rồi dùng kiếm đâm xuống. Hắn tung cước thanh kiếm bay lên. Anh Xuân khóa chặt tay hắn kéo lên trên cho thanh kiếm đâm xuống. Sau đó trói chặt hắn vào sàn ngang, nhảy ra khỏi sân khấu. Tần Dương thì không thoát được với dòng điện cao thế. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.